Ok, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip về đứng xạ thủ Cavani cho anh em xem nha. Nói chung là về đứng Cavani thì mình thấy có bài bình luận từ mấy ngày hôm nay rồi. Hôm nay mình làm clip được cho các bạn xem các bạn ạ. Tại vì cái con đứng Cavani này á, thật ra đối với mình nó là một con đứng xạ thủ khá là dễ chơi. Mình cầm con này có thể cân 5, cân 6, có thể cân 10 được luôn đấy các bạn ạ. Đó là mình bốc phét thôi. Còn bây giờ mình chơi cho các bạn xem mình cân được mấy hay là 5 thằng nó cân mình như này. Ui giời ơi, trận này có support ngon anh em ạ. Ui bà dùng support, trời ơi. Nói chung là có bao dung support là hơi bị xịn sò nhá. Bạn bốc ăn sau đó từ vị tướng bao dung mình xịt một phát nữa rồi, hai phát vào người vị tướng Aja. Aja đau quá, Aja quyết định gọi là chạy về, mất luôn cái nội tại. Thôi mà, đúng vậy. Mới vào thôi vị tướng bao dung theo mình, bạn ấy xin theo bạn một sao rồi. Kìa, chơi game mà phải xin à? Mình nói thiệt với các bạn là không cần xin đâu nha. Mày há bưởi, Aja đau nha, đau nha. Đau nha, đau nha, đau nha, đau 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 đau, hay quá, bốc luôn ra đằng sau. Ui dồi ôi, Aja leo lên đầu. Nó là một lớp giáp ảo to quá anh em ạ. Bắn nó không xi nhê, nhưng mà vẫn rất là thấm nha. Trên này đối đầu với cả vị tướng. Con này là con gì ta? Sở Tuát à? Ái à, ái à, ái à, ái à. Đang tính gọi là giáp cơ đấy mà nhầm. Ôi 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 ôi. Về bạn ơi, về bạn ơi, về bạn ơi. Về đi nhanh nào còn kịp không đánh chết đây. Mình có máu rồi, mình quay lại mình đấm luôn. Ui giời ơi, tí nữa thì mình xịt cho phát thành niên giáp cơ lại banh xác cái đấy chứ đùa. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Muốn gì đây? Nói luôn. Nói luôn đi, muốn gì nói luôn thì mình còn đi về. Ui dồi ôi, đông quá anh em ạ. Quá trời là đông luôn, đông như quân nguyên luôn. Chết nè, ái chà chà, đau 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 đau. Trời ơi. Mày hả mày, xáo xáo này cưng. Oánh luôn, oánh luôn, hay quá. Một đổi hai, thơm thơm thơm. Quá là thơm luôn anh em ạ. Ngon rồi. Ngon rồi anh em ơi. Quá là ngon luôn đấy chứ. Ok ok ok. Ngon không? Ấy trời, lại thế nên ngon chứ. Quá gọi là xịn sò anh em ạ. Rồi rồi, tới công chuyện luôn. Mày chết. Bằng 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 bằng. Lụp nó đi anh em ơi. Lụp nó đi, lụp nó đi, lụp nó đi. Chết mẹ, hư nè. Ok, một em, một em. Ái chà. Ái chà, ui dồi ôi, bốc rằng sau kìa. Quá là xịn luôn anh em ạ. Quá là đẳng cấp đến từ vị tướng Bazum luôn. Bazum hay quá. Ui, phải đấy một bốc thêm phát nữa thì đúng đẳng cấp luôn. Mày đứng đây không chịu về nè. Ôi, ôi, lại một cái pha lao vào đến từ vị tướng cờ đi nát. Bốc nó ra đi bạn ơi. Bốc nó đi bạn ơi. Ui giời ơi, không bốc được à. Chết tôi luôn rồi anh em ạ. Hất tung rồi, thả bướm rồi. Hay quá trời. Ui giời ơi, bánh xác luôn các bạn. Khét thế. Ngon rồi. Vẫn cứ ngon anh em ơi. Vẫn cứ gọi là tuyệt vời ông mặt trời. Xịn sò con bò. Lấm nó. Thơm không hả? Quá thơm. Thơm quá thơm. Thơm thơm thơm. Sao bạn? Muốn sao bạn? Muốn gì nói luôn. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ký cái đầu tụi nó này. Ái à, ái à. Cho xin một sao đi. Chơi thì im, tao chả gì. Chơi im thì tao chả thơm. Là sao? Là sao không hiểu? Bạn chat cái gì vậy? Úi giời. Cứ đi ra tới các bạn ạ. Mày vào đây. Bước vào đây. Bước vô. Hồi nãy thì ăn may thôi bạn ơi. Đợt này thì hết ăn may rồi. Bị chôn rồi anh em ạ. Mày xong rồi. Xong 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 rồi. Hư nè. Ừ, lại quả cầu băng xương nữa à. Lắm thế nhở. Đồ chơi quá trời luôn. Mày hả bưởi. Một mạng. Một mạng đấy rồi nha các bạn. Bây giờ mới bắt đầu chơi nha các bạn. Thơm 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 thơm. Bắt đầu chơi nha. Bây giờ là không giỡn nha. Ăn được một mạng là mình sẽ ăn được 10 mạng. Đấy, ăn được 10 mạng thì mình sẽ ăn được 100 mạng. Quá ngon luôn. Úi dồi ôi, xịt cho một phát kìa. En, en, en. Ok, get go. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Xúc nó. Xúc đi anh ơi. Xúc nó. Bắn nó nè, bắn 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 bắn. Ơ đù, ơ đù. Cái gì vậy, không đủ tầm anh em ơi. Ôi giời ơi, vãi lòng.
Vậy mà không có bắn lệch, bắn lúc đầu mình bắn trúng rồi nhưng mà nó chạy mất cái tầm của mình. Cái thế nhờ, mình bắn lệch sang bên kia một tí là ngon rồi đó. Ui ôi sọc kìa, xỉa kìa, bang 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 bang, lấm 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 lên, lấm lên. Lấm lúa đi anh em ơi, mày chết, mày chết, mày chết, hư nè, hư nè. Hư nè, chơi nó. Súp bà soi nó anh em ơi. Đó, có lúa, quốc nó đi. Ngon rồi anh em ạ. Kìa, bốc, trời ơi, bốc tí trúng, bốc xiếm nữa thì lượm lúa rồi đó. Thôi đi về thôi. Ăn dòng, na đâu, nhanh còn kịp. Trời ơi, mọi người thấy mình không? Mình chơi AD không? Dòng rái gì, ấy rừng, dòng với cả Kasa gì là mình hút luôn nha, mình hỗ trợ cho rừng luôn ấy. Chứ đâu phải như mấy các bạn cứ thấy mình đi rừng không? Chả có ai chịu ăn rồng gì hết trơn. Mình bảo ăn rồng còn chẳng ai thèm ăn, chứ đâu phải tự giác như mình đâu. Chẳng ai cần kêu ăn rồng miếng rái gì hết trơn. Mình là mình tự lụm luôn. Đẳng cấp nó vậy đó. Ê, Yo. Vô đi. Super soi đi. Hay quá. Tuyệt vời anh ơi. Tuyệt vời anh ơi. Ăn gì ơi là ăn gì ơi. Quốc nó đi anh ơi, hay quá đấy anh ơi. Lấm. Lấm lúa. Ui giời ơi, xịn cho. Hư nè. Chiu, bằng. Úi giời, lấm luôn. Khóc đi, đừng ngại ngùng. Và hay khóc đi, đừng thẹn thùng. Vô, get go. Ui dồi ôi. Sợ quá. Pew. Mình sẽ ăn mấy con bùa này nha. Ăn bùa của rừng, tại rừng chết rồi. Mình chết rồi, rừng sẽ không ăn được. Mình sẽ ăn rừng của bùa. À, ăn bùa của rừng. Rồi mình sẽ lên cho nó cái diệt thần cung này. Đó. Lên diệt thần cung xong rồi mình sẽ lên cho nó cung tà ma nha các bạn. Cho nó có hút máu, cho nó có chí mạng, cho nó có gọi là ấy luôn. Kích hoạt luôn. Ê, thời của tôi tới, tất cả cút ra để cho ảo dây. Một mạng đầu tiên, hai mạng, Rubo kêu, tốc biến lên chơi luôn vị tướng Kali, Murat quay về, ui giời ơi, quá đã kêu, đường, để hao, trời ơi, quá đã kêu của tôi, quá đã kêu, trời ơi, mọi ơi, mém nó đi quốc mê gai kêu rồi, bồ ơi là bồ, đừng có ăn chứ. Mất luôn mega kill rồi kìa bà ơi, tiếc thế nhờ. Trời ơi, cướp mega của tôi rồi, còn cái nịt nữa. Cái phạt đấy mà trời ơi, đồng đội tôi ơi, chán thế không biết. Đừng có đánh nó là được rồi, mình ăn được mega rồi. Trời ơi, chán bồ ghê á. Buồn thật sự anh em ạ. Cơ hội ăn mega kill gọi là một như thế rồi, ai mà canh được hả? Trời ơi là trời, đánh nó làm cái gì, cái thằng ai ra đó. Mình xịt cho nó một phát là nó cũng chết nữa. Tự dưng đánh xong rồi bây giờ lại bảo làm sao mà canh được. Hu, buồn quá anh em ạ. Lâu lâu được trận gọi là mega mà cái kết như vậy, quá đen trong một cuộc tình. Rồi, đằng sau quay. Một bé, mù đâu, quay lại bạn ơi. Sao tên bên bạn thấy mình bây giờ nó sợ nó chạy không nhở? Mày thể chịu rồi, đâu thì chả chịu. Đúng không? Có đúng không? Đúng không? Quá đúng đi chứ đùa. Làm sao mà style được? Bầm. Ok, lấm lúa. Vô nè. Lấm lúa nè. Mình sẽ ăn được con Kasa này luôn nhá. Hiện tại bây giờ mình đang rất là xanh, hồi nãy bị âm mạng nhưng mà nó thay đổi nhanh lắm các bạn ạ. Cung tà ma nè, cung tà ma xong rồi giáp hộ mệnh là bất tử luôn nè. Nói chung là đi ai chơi AD á, phải có support, bạn Bazum này là bạn biết chơi này. Mình khẳng định với mọi người luôn, Bazum này chơi hay đó.
ao 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 chứ nếu mà support nó tệ thì không thể nào mà chơi AD được, kể cả một người chơi AD hay đi chăng nữa mà support như cái quần què thì cái kết thì cũng toang thôi. Xong bé rồi, xong bé rồi, ui ôi nó quất mình một cái mà một nửa cái máu lên trời, ghê vậy, ghê vậy anh trai, hử cái gì sao đáng sợ quá vậy, hết hồn con chồn trai ơi. Vô đây, vô đây. Mấy anh em vô đây, bơi hết vô đây. Quất luôn à? Quên luôn à? Ừ. Ẻn. Vô nè. Chết mà nè. Lụm nó đi anh ơi. Lụm luôn nó đi anh ơi. Vô đây. Có ai vào đây không? Đai của mình bây giờ to lắm nha. Mình xả cái chiêu cuối không là muốn gọi là tụt huyết áp cho em bạn rồi đó. Siêu. Chết nè. Quốc nè. Vô đây. Vô hết đây. Bơi hết vào đây. Trời ơi. Lụm lúa em xin nha. Bắn kìa. Yeah liều. Khét lẹt luôn. Rồi, xong mua rồi, biến về. Gì kì à, tôi đứng tôi đợi đấy giờ mà anh làm vậy là chết em rồi. Bao nhiêu công sức của em đứng đợi anh, trời ơi anh làm vậy chết tôi luôn. Giờ là ra là mình cân mega luôn á. Bốc lên bạn ơi, bốc ra đằng sau. Nó chém chiêu cuối, mất chiêu cuối phát là mình bay lại mình húp lên. Định mệnh sơ mình chơi chạy. Lại về ăn bùa của Nakaroth anh em ạ. Em xin con bùa đỏ nha. Thật luôn, mình chỉ ăn bùa đỏ thôi, bùa xanh mình không ăn đâu. Mình là một con người gọi là AD biết điều mà. Ăn mỗi con bùa đỏ thôi, còn bùa xanh nhường cho bạn nha. Không ăn miếng nào luôn á. Rồng nè. Ăn đi chứ. Tem bạn nó không ăn rồng đâu. Ok, có rồng luôn, lắm. Có ai đây không ta? Trời ơi, mình bắn nó nổ chí mạng kìa. Đã chưa? Rồi, có tốc biến anh em ạ, có tốc biến. Ăn luôn. Bao tốc biến luôn. Trời ơi, tốc biến luôn rồi mà không được rồi. Tốc biến luôn, lấm nó. Ái chà, đi đâu con sâu? Murat biến về, 11 kill, ok luôn, win luôn. Còn một mình Aya thì xong rồi. Win rồi các bạn, bật cung tà ma lên hút máu chơi vậy đó. Băng trụ luôn nha. Aya đâu ra đây? Ra đây. Đây rồi. Ui dồi ôi, bắn thế này sao mà đỡ được. Ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi clip của mình nha. Chúc mọi người xem clip vui. Bạn nào muốn nick thì vào shop ảnh chụp ORG, đứng link dưới phần bình luận nha các bạn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hiện tại mình có đang chuẩn bị bán điều rồi đấy các bạn. Anh em nào muốn mua thì nhắn Zalo cho mình nha. Zalo thì dưới phần bình luận hoặc mô tả video cũng đều có nha các bạn. Cảm ơn anh em rất nhiều mọi người. Bye bye. Chúc mọi người xem clip vui nha.